Sau đây em mời các bác cùng xem con Fixer 450T và độ đẹp của em nó để các bác có thể mà yêu thích và sở hữu và muốn đem nó về và ghép nối với những dòng loa, đặc biệt đánh những dòng loa cổ Mỹ, Nhật, Âu rất là hay. Thường xuyên thì các bác tìm những con 450T này ghép với những dòng âm loa AR hoặc là loa KRH, loa Advan, vân vân, loa 7788 thì đánh rất là tốt. Nếu các bác thích tiếng bass đầm ấm có lực thì lựa chọn Fixer, tại vì Fixer nó chuyên trị những dòng loa mà có cổ, những dòng loa cổ mà khó ra bát các bác, nên là rất là nhiều các bác chọn Fixer. Con này là Volvo Zing nha, Volvo Zing giá là 19 triệu, máy đẹp len keng nha. Giá bên em đã bao gồm phí ship, máy bao Zing và hợp đồng hoàn hảo hết, được bảo hành là Zing và cũng như là bảo trì bảo dưỡng là trọn đời sản phẩm để các bạn sở hữu nha. Dòng này chạy sò số 7 các bác. Cấu hình và nổi tiếng của nó thì các bác biết rồi. Công suất là 320 VA. Tem cờ nguyên các bác. Hai cầu loa ABA cộng B. Series con này là 92125 nha, 92125. Nhớ giúp em 92125 nha, Fixer 450T 92125. Các bác thấy anten năng đồ nó đẹp len keng, 92125 nha. Rồi sau đây em mở nội thất bên trong để các bác cùng xem. Vâng, đây là bên trong của các bác cùng có thể thấy được, con này nó quá đẹp nha. Các bác nhìn sexy này. Và con này là nguồn xanh quân đội luôn nha. Nguồn xanh quân đội và tất cả là bo mạch bông hết các bác, bo mạch bông hết luôn nha. Đấy. Nó như những con 500TX mà đời chót á. Đấy, nguồn xanh quân đội nhìn zin này các bác, nhìn zin mộc mạc cái này. Đây là phần bo mạch công suất này các bác, đẹp chưa? Nhìn nó chắc chưa? Từ những cái keo này các bác, keo niêm phong của cái phần chỉnh bia nó còn nguyên luôn này. Các bác thấy chưa? Đẹp nhá, nhã như ghê rồi đó. Con này quá chắc rồi. Nguồn xanh quân đội nữa. Sò số 7. 4 con. Quý giá, cực kỳ quý giá nha các bác, nói chung 4 con này là rất là quý. Máy thì quá đẹp rồi các bác, không cần bàn rồi nha. Giờ sau đây mời các bác cùng xem phía dưới nha. Phía dưới của máy là phần nguồn và sexy để các bác cùng xem được sexy và linh kiện nó đẹp thôi. Thì còn máy là em đã giao các bác lại, máy em bao zin hết. Mình các bác là yên tâm mình sử dụng, máy chắc là những con này em đều đấu hay bay hết nha các bác. Chứ hàng bãi không có đâu. Vâng, đây là phía dưới các bác thấy body đài rất còn sáng tròn. Đây, phần chỉnh áp chỉnh này đen keng và phần bo nguồn rất là đẹp các bác, nhìn bo nguồn này. Tụ là tụ riêng hết nhá, hai con tụ nguồn xanh. Phía dưới của 450T là nó như thế, một lỗ điện đen keng từ những chỉnh áp này, mình thiết không gỉ nha các bác. Đây, phía dưới của nó, còn phía trước thì các bác cũng đã thấy rồi, rất là đẹp. Đẹp tân phô quân đội, sò số 7, tất cả mạch bông hết. Nhìn cái bộ mạch phê chưa quá, nguyên keo.